bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác audio entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. Chương 525, Lý Hương Vân, tại Đông cung của Thái tử, xem như là nơi cư trú chuẩn bị cho người thừa kế đời sau ở trong hoàng cung. Bản thân của Đông Cung không chỉ là một tòa cung điện, mà là một khu kiến trúc bao hàm vườn hoa, dược viên, hồ nước, thậm chí là các nơi săn bắn dã thú, ngoài ra còn có một đám quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ. Những quan viên này đều là cơ cấu tiêu chuẩn của thái tử ở Đông Cung, trong tương lai nếu như thái tử đăng cơ, vậy thì những quan viên này chính là thành viên nòng cốt của thái tử. Đây cũng là quy củ của các triều đại trước tránh khỏi tình cảnh xấu hổ vào lúc thái tử vừa mới lên ngôi không có thần tử để sử dụng cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần chính là như thế mà ở trong dạng thiết kế này đông cung to lớn của thái tử thật ra cũng không có nơi nào chống trải có lẽ là rất xa hoa nhưng không có một nơi nào là vô dụng điểm này là giống với đông cung của các triều đại trước đây chỉ có thế hệ này là khác biệt đông cung của thái tử thế hệ này bởi vì sự yêu cầu mãnh liệt của thái tử, đã đặc biệt phá hủy một tòa cung điện, dành ra một mảnh đất trống, hơn nữa còn thiết lập một lượng lớn trận pháp để tiến hành bảo hộ cùng với che đậy, ngoại trừ bản thân thái tử, cơ hồ là không có ai biết được ở trong mảnh đất trống này có cái gì. Trong cung ngoài cung cũng có lời đồn, nói rằng mảnh đất trống kia chính là nơi thái tử bồi dưỡng tư binh, có thể tạo phản vào bất cứ lúc nào một số môn quan đầu cơ còn từng dùng cái cớ này để nhằm vào thái tử bất quá không biết vì sao thánh thượng đại cản đối với chuyện này lại hoàn toàn thể hiện ra thái độ dung túng thậm chí là còn căn bản không có ý tứ hỏi thăm mà những môn quan đầu cơ kia vào ngày thứ hai liền bị thái tử tìm tới cửa đưa đến bắc nhung thực hiện nhiệm vụ ám sát thiên khả hãn đương nhiên ở trong đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều là một đi không trở lại sau lần sự kiện kia liền không có ai còn dám nhắc lên sự tình mảnh đất trống của thái tử kia sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc thái tử cũng không liên hệ với đám người tần kiền hoàng cũng không đi gặp những người khác mà lại yên lặng quay trở về đông cung rõ ràng là kế hoạch tranh đoạt vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ lần này đã thất bại hoàn toàn thái tử cũng không lộ ra thần sắc kinh sợ trái lại còn lộ ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh những thứ bản cung muốn đã được chuẩn bị xong chưa? Lưu Cẩn cung kính tiến tới, trên tay cầm một cái lãng hoa, ở bên trong có nến thơm, tiền chôn theo người chết, hoa quả, giấy vàng với một loạt vật phẩm cúng tế, đã được chuẩn bị xong, thừa điện hạ, ừm, lui ra đi, không cần phải đi theo. Lưu Cẩn dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua thái tử, sau đó cung kính cúi đầu lui xuống, thân làm cận thần của thái tử hắn đương nhiên biết rõ hôm nay thái tử muốn làm cái gì, cho nên hắn cái gì cũng sẽ không nhiều lời. Mang theo lãng hoa, thái tử hít vào một hơi thật sâu, chợt rời khỏi tầm cung, đi về phía mảnh đất trống trong đông cung, hắn đến là để thăm một người. Hương Nhi, lại thất bại rồi, ta biết lần tuyển chọn này cho dù là phụ hoàng cũng đều âm thầm giúp ta, vốn là phải chắc chắn thành công, nhưng cuối cùng vẫn đã thất bại, bị người của thuần dương cung lấy mất vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ, có lẽ là ta thật sự không có cái vận mệnh vấn đỉnh thiên hạ kia a. Xin lỗi, vào thời điểm hàng năm tới ta đều nói bản thân nhất định sẽ khoác long bào tới gặp nàng, kết quả qua mỗi một năm ta đều nuốt lời, có phải là ta rất vô dụng hay không? Vừa thấp giọng thì thào, thái tử vừa đi vào mảnh đất trống, đúng thế, mảnh đất trống này là do thái tử cố ý khai phá ra để làm mộ địa Mai táng một nữ tử ở chỗ này, tin rằng là sẽ không có bao nhiêu người ở trong đại càn nguyện ý làm như vậy. Dù sao thì đối với bọn hắn mà nói, nàng bất quá chỉ là một vị khách đi qua đường đời của bản thân mà thôi, khi còn sống là vô cùng tôn quý, nhưng sau khi chết đi vậy thì sẽ không đáng một đồng. Lý Hương Vân, là thái tử phi đã qua đời. Ngày xưa Tần gia muốn thúc đẩy Tần Kiền Hoàng trở thành thái tử phi, Kỳ thật lúc đó biểu thị sự bất mãn đối với chuyện này không chỉ có Tần Kiền Hoàng, mà Thái tử cũng đã cực lực phản đối nếu không phải là như thế. Cho dù Tần Kiền Hoàng có cường ngạnh như thế nào, chỉ sợ cuối cùng là vẫn sẽ bị đưa vào trong đông cung Thái tử. Xuyên qua từng tầng trận pháp, Thái tử cứ như vậy yên lặng đi vào mảnh đất trống, nhìn về phía bia mộ ở Trung ương. Trong cái chấp nhóm này, sắc mặt của Thái tử lập tức trở nên cứng ngắc. Bởi vì ở ngay trung ương mảnh đất trống, ở phía trước bia mộ thái tử phi thế mà có một bóng người đang đứng thẳng. Đó là một đạo thân ảnh mà thái tử tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Âm thanh kinh sợ của thái tử vang vọng ở trong đất trống, mà thánh thượng đại càn lại không trả lời, mà là hướng về phía mộ bia, sau khi chắp tay tỏ vẻ tôn kính, lúc này mới xoay người lại. Chiều không, lại đến cho dâng hương cho nàng sao. Ngươi tới nơi này để làm gì? Thánh thượng đại can nhìn Thái tử Hiếm khi lộ ra biểu tình giận dữ đối với mình, trên thần sắc lộ ra một tia thú vị, chấm đến dâng hương cho nữ nhân của nhi tử chấm. Thân làm cha đây là một sự tình đương nhiên, không bằng nói đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đều không có dự định dẫn chấm tới đây hay sao? Nói năng bậy bạ, ngươi căn bản là không có tư cách tới nơi này. Thái tử cơ hồ là điên cuồng mà giận dữ hét lên ở trong cái ngày đặc thù này hắn vốn hẳn nên cứ lặng lặng mà ngồi ở chỗ này bồi bạn với hương nhi cả ngày kết quả là lại vẫn cứ gặp gỡ người không muốn gặp nhất kia ở nơi này lúc trước bản thân hắn quỳ gối ở phía trước vị ương cung cũng chỉ là vì cầu cho hương nhi một phần linh dược duyên thọ kết quả đối phương căn bản là thờ ơ chuyện cho tới bây giờ còn đi tới đây dâng hương là dối trá bực nào ngoặc kép Thánh thượng đại càn cũng không cãi lại, cũng không giải thích, cứ lặng lặng nhìn thái tử, chợt lắc đầu nói, nói thật, ngươi thực sự không thích hợp trở thành một vị hoàng đế, so với ngươi, lão nhị còn có tư chất hơn một chút, chấm anh minh cả một đời, ngươi làm sao lại không kế thừa một chút ưu điểm nào vậy. Toàn thân của thái tử run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đấm một trăm quyền vào người nam nhân làm cho cả một đời của hắn rơi vào trong bóng tối này. Nhìn đi, rõ ràng là tức giận đến muốn chết, biết rất rõ ràng là chấm không có khả năng giết ngươi, nhưng ngươi ngay cả can đảm động tay động chân cũng không có. Đáng giận, ngươi im miệng cho ta. Sốt cục, thái tử đè thấp thân hình hơi hơi hướng về phía trước, dường như muốn xông lên. Thánh thượng đại càn nhớn lông mày lên, ừm, thái tử lại rụt trở về. chương 526, nổi danh, thôi được rồi, được rồi, là do chấm đã quá miễn cưỡng ngươi." Thánh thượng đại càn thở dài nói, thời gian của chấm không còn nhiều, cho nên cứ nói ngắn gọn là được rồi, ngươi muốn nói cái gì? "Đương nhiên là quyền sở hữu ngôi vị hoàng đế." Thái tử run rẩy, "Hả?" Không để ý đến sự khiếp sợ của thái tử, thánh thượng đại càn trực tiếp nói ra, "Ngươi cảm thấy cái đại càn này như thế nào?" "Có phụ hoàng tọa chấn." tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Nếu như chấm không có ở đây thì sao? Thánh Thượng Đại Càn tiếp tục nói, nếu như chấm không có ở đây, vậy thì Đại Càn sẽ không còn là đế quốc huy áp trung nguyên ngày xưa, hai mạch đảo, Phật, mười đại thánh địa võ đạo, cái thiên hạ trung nguyên này ít nhất sẽ bị giới tông phái cùng với thế gia chiếm đoạt một nửa, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, không bằng nói là vừa vặn. Vừa vặn, không sai. Thánh Thượng Đại Càn cười cười, nói, nếu như quốc gia quá lớn, bằng vào một chút bản lĩnh của ngươi cũng không thể trấn áp được a. À. Ý tứ ở trong lời nói của Thánh Thượng Đại Càn là quá rõ ràng, cái đế quốc này nhất định là do Thái Tử kế thừa. Ngươi chấn kinh như vậy để làm gì, nếu như chấm không muốn để cho ngươi kế thừa cái đế quốc này, cần gì phải để cho ngươi làm thái tử, thật vô ích khi nói bất cứ điều gì vào bây giờ thái tử quật cường nói ra. Nhìn bộ dáng của hắn, thánh thượng đại càn lại ngây ngốc trong chốc lát, chợt mỉm cười nói, kỳ thật ngươi rất giống chấm, lại rất không giống chấm, ngươi đến cùng là muốn như thế nào. Hôm nay ta không muốn quản những việc vật kia, mau ra ngoài. Thái tử chỉ chỉ ra bên ngoài mảnh đất trống, hắn không muốn thảo luận những chuyện này ở trước phần mộ của Hương Nhi. Được thôi, thánh thượng đại càn quyết đoán gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi, bất quá vào trước khi rời đi, thanh âm lại vang lên, chấm biết rõ, người gần đây lại đang suy nghĩ tới sự tình tạo phản, đây là chuyện tốt, người hãy tận khả năng mà chuẩn bị đi, không nên để cho chấm thất vọng, báo cho người một chuyện a, à, người nhìn cái thiên hạ trước mắt này, xuất thân từ dòng chính hoàng thất, các huynh đệ tỉ muội của chấm ngày xưa, còn có một ai còn sống hay không? Một câu nói đơn giản, thái tử lại phảng phất như ngửi thấy mùi hôi thối của núi thây biển máu từ bên trong thanh âm trở về chỉnh lý lại trạng thái của bản thân cho thật tốt ba tháng sau lại đến vị ương cung gặp trẫm sau khi lưu lại câu nói này thánh thượng đại càn liền biến mất ở mảnh đất trống kết luận lại mà nói trần khuynh địch lúc này là đang rất nổi danh dù sao lần tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ này là do triều đình đại càn cử hành mà phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ, lực ảnh hưởng của triều đình đại càn cũng đều là rộng rãi nhất, thế lực trải rộng ra toàn bộ trung nguyên, truyền bá tin tức cũng là nhanh nhất, điểm này cho dù là hai mạch đạo, Phật cũng đều không làm được. Mà một cái chức vị lớn như Tổng chỉ huy cẩm y vệ tân nhiệm, triều đình đại càn tự nhiên là cũng không có khả năng giữ kín không nói ra, không quá ba ngày cái tin tức này liền được truyền ra khắp toàn bộ trung nguyên, mỗi một đạo, mỗi một tòa thành trì chỉ cần là thành trì ở trong biên chế của đại càn đều có thể thu được tin tức có quan hệ đến trần khuynh địch đây cũng là vì thuận tiện cho hành động trong tương lai của cẩm y vệ nhưng cùng lúc chuyện này cũng đưa đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc tư liệu có quan hệ đến nhiều phương diện và kinh lịch của trần khuynh địch từ khi xuất đạo cho tới nay cũng được truyền ra khắp toàn bộ trung nguyên theo đó Ví dụ như giết địch trăm vạn ở thành Thanh Đế Nam Cương đạo ngày xưa, chém giết phó đạo tông sư ở Tiêu Thành, ở Ung Châu đạo bởi vì hội chủ Tam Anh hội nhổ một ngụm nước miếng ở trước cửa nhà liền diệt cả nhà của đối phương, còn có ở Tây Cương đạo bởi vì Nhật Nguyệt Hồ cản đường đi của hắn, thế là hắn diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ. Sáng tin tức như vậy bay đầy trời, lần đầu còn có đấu trí với nhiều thế lực ở Tiêu Thành, đoán chúng mưu tính của triều đình ở Tây Cương đạo Dùng diệu kế phá âm mưu của Tàn Dư Đại Chu, nghe nói ở bên trong bí cảnh càng là bầy mưu nghĩ kế, khiến cho những cường giả khác tự giết lẫn nhau, còn bản thân thì Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, lúc này mới thu được chiến thắng. Chứng cứ chính là người thắng ở bên trong bí cảnh lúc trước rõ ràng là một con mèo, cuối cùng chiến thắng lại rơi ở trên người của Trần Khuynh Địch, căn cứ theo khảo sát sau đó, con mèo kia rất có thể là yêu sủng của Trần Khuynh Địch mà bản thân Trần Khuynh Địch thì đã sớm rút lui, đây là hạng tâm tư ác độc cỡ nào. Dùng chuyện bản thân chủ động rút lui để làm tê liệt địch nhân, kết quả lại dùng một con yêu sủng để ngư ông đắc lợi, nhất định chính là cực kỳ đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là ở dưới một loạt thao tác này, căn bản là cũng không có ai nhớ được sự tồn tại của Trần Khuynh Địch, vô luận là bốn đại thánh địa võ đạo, hay là hai mạch đạo, Phật, cũng đều không có ký ức về Trần Khuynh Địch, nói như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, Trần Khuynh Địch đã một thân một mình đánh tất cả mọi người, còn đánh thắng, đây dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có loại khả năng thứ hai, Trần Khuynh Địch đã dùng mưu kế của mình mới đoạt được thắng lợi. Mặc dù cũng có người nói dạng chiến thắng này của Trần Khuynh Địch là không vẻ vang gì, nhưng người trong giang hồ ai sẽ để ý đến loại chuyện này? Kẻ thắng làm vua mới là chủ đề vĩnh hằng không đổi. Cho nên đến cuối cùng, danh hiệu Trần Khuynh Địch trí kế vô song cũng được đánh ra bên ngoài, vốn dĩ chỉ là danh hiệu được rất nhiều đại tông môn còn có chung, tiểu thế lực lưu truyền, cứ như vậy bị một trận kỳ tuyển chọn trực tiếp tuyên truyền ra khắp toàn bộ đại thế giới trung thổ. Ở trong dân gian thậm chí còn có người viết tiểu thuyết chuyên môn biến cố sự của Trần Khuynh Địch trở thành sách bán, trước sau phân ra thành 108 hồi giải thích mà cũng có một bài thơ làm chứng. Thuần Dương chân truyền bát phương, Trần thị nhất tộc tốt binh sĩ, khuynh địch diệu kế an thiên hạ, trung nguyên đệ nhất sát nhân cuồng ma. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi biết được cái tin tức này, ở trong phủ nha cẩm y vệ đã truyền ra một tiếng rên rỉ thê thảm, cứ như vậy sau trọn vẹn một tháng. Lỗ diệu cùng vị trưởng lão mặc môn cảnh giới hỏa luyện kim đan kia đã đến thăm nhà lần thứ hai. Trần Đại Nhân, khác biệt cùng với lần trước, khí tức của lỗ diệu lần này rõ ràng đã có thêm vài phần cải biến, nhiễm nhiên đã đột phá gông cùng xiềng xích hợp đạo tôn giả, đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư, bất quá thái độ cung kính của hắn lại không có thay đổi. Mà lão nhân mặc môn ở phía sau lỗ rượu thì khá là kinh ngạc nhìn Trần Khuynh Địch, lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể phát giác được biến hóa tu vi của Trần Khuynh Địch. Sau khi ngạc nhiên một lát, Lão nhân Mạc Môn thở dài nói, Trần Tiểu Hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, khí vận của Thuần Dương cung đúng là rất may mắn. Chương 527, Đông Lai đạo, tiền bối quá khen rồi. Trần Khuynh Địch vẫn rất cung kính đối với lão nhân Mạc Môn, mặc dù hắn đã đột phá sinh tử quan, nhưng nếu muốn khiêu chiến võ giả Hỏa luyện Kim Đan đối với hắn mà nói là vẫn không có khả năng, thật giống như là lỗ rượu tôn kính hắn vậy. Hắn cũng nhất định phải tôn kính lão nhân mạc môn, đây là kết quả tất nhiên đưa đến từ trên sự tranh lệch thực lực. Trên thực tế ở trên cảnh giới tiên thiên, bắt đầu từ võ đạo tông sư, tranh lệch ở giữa mỗi cái cảnh giới đã là rất lớn. Vào thời điểm ở cảnh giới hợp đạo tôn giả, Trần Khuynh Địch còn có thể nghịch phạt võ đạo tông sư, nhưng sau khi đạt đến võ đạo tông sư, cho dù là hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể chống lại võ giả hỏa luyện kim đan, chớ đừng nói chi là đánh bại. Trần Đại Nhân, trước đó đã nói là đợi sau khi ngài xuất quan liền có thể lên đường tiến về mặc môn, à, ờ. Trần Khuynh Địch nhếch môi nói, chuyện này, ta còn chưa giải quyết sự tình của cẩm y vệ, hả? Lỗ Diệu Kinh ngạc nói, nhưng ta nghe nói cẩm y vệ đã hoàn toàn vận chuyển trong tháng này a. À. Các đạo bố trí cũng đều đã được an bài xong, mọi thứ đều đã ngay ngắn rõ ràng trần khuynh địch cái quỷ gì cái địch chuyện này là sao a à? trần tiêm tiêm ở bên cạnh lúc này mới nói sư huynh kỳ thật tất cả những thứ này đều là do công lao của quỷ ảnh lạc tương tư cũng gật đầu phụ họa nói ánh mắt của tông chủ xác thực là rất tốt dương xuân nhìn chung quanh một chút sau đó cười gật đầu đúng thế khụ khụ kèm theo một tiếng ho khan lúc này trần khuynh địch mới nhìn thấy quỷ ảnh một mực núp ở trong bóng dâm không triển lộ khí tức cũng không hiển lộ thân hình sau đó ở dưới ánh mắt có một chút khẩn trương của quỷ ảnh người là ai trần khuynh địch lộ ra gương mặt phát mộng chuyện này không đúng nghĩa phụ tiện nghi không phải đã nói là sẽ phái tới một người mà ta quen biết hay sao mặc dù nhìn mặt mũi của đối phương rất là quen mắt nhưng làm như thế nào cũng không nghĩ ra được là đã nhìn thấy hắn ở nơi nào. Hẳn là tiểu nhân vật phản diện ở dưới tay của đại nhân vật phản diện A, chính là loại nhân vật không có một chút ấn tượng nào kia. Quỷ ảnh, ta, ta, một cỗ giận dữ vô danh tuôn ra từ trong lòng, quỷ ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng, đại nhân, sự tình cẩm y vệ mà tông chủ phân phó, tại hạ đã hoàn thành toàn bộ, nhân tiện nhắc tới, gần đây thuần dương cung cũng có biến hóa rất lớn. Trần Khuynh Địch nhướn lông mày lên, rất là tò mò hỏi, ồ, là biến hóa gì, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có một số các sư muội cùng với sư tỷ sinh đẹp gợi cảm đáng yêu đã tự gây dựng một cái hội fan hâm mộ đại nhân. Quỷ ảnh vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy ở sau lưng bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh, cơ hồ là vô thức nói ra, chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này thật sự là quá thối nát. Thuần Dương Cung là nhà của chúng ta, là thánh địa võ đạo để chúng ta không ngừng tiến bộ ở trên con đường võ đạo. Ở bên trong tông môn làm sao có thể cho phép loại chuyện sùng bái người khác phát sinh đây? Hội phen hâm mộ cái gì đó căn bản là không cần thiết. Nhất định phải thủ tiêu. Không sai, thay vì tốn tâm tư để đi lập hội phen hâm mộ, còn không bằng dành thời gian để tu luyện đó mới là chính sự. Sau khi nói một mạch không dừng lại, Trần Khuynh Địch mới thở vào một hơi, luồng hơi lạnh không biết ở phía sau lưng cũng đã giảm đi không ít. Gặp quỷ, chẳng lẽ là ta đã tẩu hỏa nhập ma trong lúc luyện công hay sao? Ha ha, quỷ ảnh cười cười, lần thứ hai biến mất ở trong bóng dâm. Chuyện kia, lỗ diệu khá là bất đắc dĩ nhìn Trần Khuynh Địch, sau khi phát giác ra được ánh mắt của đối phương, trần khuynh địch cũng xấu hổ cười một tiếng vốn còn muốn dùng cẩm y vệ làm lý do để kéo dài thêm mấy ngày hiện tại xem ra là không có biện pháp được rồi vậy thì chúng ta liền xuất phát mặc môn hẳn là ở gần sát địa vực đông hải a đúng vậy chính là ở trong đông lai đạo phải hỏi cho rõ trước người xác định là không có nguy hiểm chứ lỗ rượu rời ánh mắt đi đông lai đạo xem như là một đảo ở trong trung nguyên gần sát đông hải phong thổ ở đông lai đạo có khác biệt rất lớn đối với ba đại biên hoang khác ở trong bốn đại biên hoang vương đình bắc nhung hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất bắc nhung thiên khả hãn càng là cường giả cảnh giới kích toái mệnh tinh có một thân tu vi và bản lĩnh hết sức cao cường mà kém nhất không thể nghi ngờ là nam cương đạo tài nguyên cằn cỗi cường giả thưa thớt ngay cả Man Vương cũng không tính là gì, lên một tầng nữa chính là Tây vực, sau khi 36 quốc Tây vực hợp lực với nhau vẫn là rất mạnh, nhất là vào thời điểm bái hỏa ma giáo còn ở Tây vực, mà cho dù là bây giờ bái hỏa ma giáo đã tiến vào Trung Nguyên, 36 quốc Tây vực vẫn cường thế như cũ, cho đến nay vẫn còn đang huyết chiến ở vạn lý liên doanh Tây vực, từ điểm này liền có thể nhìn ra được nội tình thâm hậu của bọn hắn. Nhưng dù vậy, Tây vực vẫn không thể sánh bằng Đông Hải, bởi vì ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, bản thân Đông Hải chính là độc lập với những nơi khác, ở vào vị trí hải ngoại cách xa trung nguyên cùng với những nơi khác. Đông Hải ở trong mắt của rất nhiều người đều là tồn tại thập phần thần bí, thậm chí còn có một vài người cho rằng Đông Hải cũng có cường giả kích toái mệnh tinh ẩn thế không ra, đương nhiên là điểm này cho đến nay còn chưa được chứng minh qua. Bất quá Đông Hải mặc dù thần bí nhưng lại không có tính xâm lược như Bắc Nhung, không bằng nói võ lâm hải ngoại vốn đã tự thành một thể, tài nguyên cũng hoàn toàn không đến trình độ cần cối, căn bản cũng không cần phát động tiến công đối với Trung Nguyên, cho nên Đông Hải là biên cương hòa bình nhất của Đại Càn trong bao nhiêu năm qua. Trần Khuynh Địch đi theo mấy người lỗ diệu, cảnh tượng ở Đông Lai Đạo thậm chí còn khiến cho hắn có cảm giác như là vẫn ở trong Đại Lục Trung Nguyên, mà không phải là đã đi đến vùng biên hoang một số bách tính nhiệt tình hiếu khách thậm chí là sau khi nhìn thấy mấy người vất vả mệt mỏi, còn chủ động mời bọn hắn vào nhà làm khách. Cơ quan thành của Mạc Môn chính là tọa lạc ở trong Đông Lai Đạo, vậy thì các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết về Đông Hải A. Đương nhiên, Lỗ Diệu vừa cười vừa nói, nói đến, cơ quan thuật của bọn ta, có rất nhiều tài nguyên đều là lấy được từ hải ngoại, đối với chúng ta mà nói, Đông Hải giống như là một cái kho lúa lớn, Mạc môn chúng ta không có đủ nội tình, nhưng cho đến nay vẫn có thể ngồi ở bên trên vị trí thánh địa võ đạo, Đông Hải hẳn là nhân tố chiếm hơn phân nửa. Vậy sao? Đúng là như thế, Lỗ Diệu gật đầu một cái, nói, nói đến Đông Hải, kỳ thật là giống như 10 đại thánh địa võ đạo ở Trung Nguyên, võ lâm tự thành hệ thống, lấy một đảo một quốc một gốc phi tôn. Chương 528, ngạo lai quốc hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, một đảo một quốc một gốc. Không sai, nói đến cái gọi là một đảo một quốc một gốc, sắc mặt của lỗ diệu cũng có một chút ngưng trọng. Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân còn không có chú ý tới, nhưng Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có quỷ ảnh đi ở sau lưng đều chừng mắt nhìn lão nhân mặc môn ở bên cạnh lỗ diệu, vị cường giả hỏa luyện kim đan này vậy mà cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Cái gọi là một đảo, Tự nhiên là Đào Hoa đảo mà mọi người Trung Nguyên đều đã nghe qua. Đào Hoa đảo ở Đông Hải chính là một tòa đạo tràng do đảo chủ Đào Hoa đảo mở ra, tu vi của vị đảo chủ Đào Hoa đảo này mơ hồ được xưng là người mạnh nhất Đông Hải. Cảnh giới Hỏa luyện kim đan đỉnh phong, cho dù là có một ngày vị đảo chủ này đột phá đến kích toái mệnh tinh, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế Đông Hải qua nhiều năm như vậy vẫn không tiến công Trung Nguyên thì cũng có công lao của vị đảo chủ này. Ồ, Trần Khuynh Địch ngẩn người, Đông Hải hòa bình như vậy, còn là do công lao của vị đảo chủ Đào Hoa đảo kia. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch còn muốn hỏi cặn kẽ thêm, Lỗ Diệu lại xoay chuyển lời nói, không tiếp tục nói về cái đề tài kia nữa, mà cái gọi là một quốc, địa vị của nó giống như là đại càn tại Trung Nguyên vậy, là quốc gia duy nhất ở Đông Hải. Đương nhiên là danh tự của cái quốc gia này kỳ thật cũng không được lưu truyền ở Trung Nguyên, dù sao thì Trung Nguyên cũng đã có đại càn cái quốc gia kia là Ngạo Lai quốc, Lỗ Diệu gần từng chữ nói ra, "Trần Khuynh Địch, cái quỷ gì a?" À? Thấy thần sắc cổ quái của Trần Khuynh Địch, Lỗ Diệu còn tưởng rằng hắn xem thường cái Ngạo Lai quốc này, vội vàng nói, "Nhưng chớ coi thường nó, trên thực tế quốc chủ Ngạo Lai quốc đương đại chính là cường giả cảnh giới Hỏa luyện Kim Đan." hơn nữa cho tới nay cũng đều muốn mở mang bờ cõi, đem đường biên giới mở rộng đến Trung Nguyên. Cũng chính là vì như thế, thế cục ở giữa ngạo lai quốc cùng với đảo hoa đảo vẫn luôn rất khẩn trương, khụ khụ. Trần Khuynh Địch tăng hắng một cái, chủ động nói sang chuyện khác, ta biết rồi, vậy thì một gốc là cái gì? À, đó là thang cốc. Nói đến thang cốc, thần sắc của lỗ diệu liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cái thế lực này kỳ thật cũng không có gì lớn. Chủ nhân của thang cốc mặc dù cũng có tu vi hỏa luyện kim đan, nhưng năm đó thật ra là do hắn liều chết đột phá, vốn dĩ chỉ có một thành thành công, kết quả là đi ra ngoài dẫm phải cướp chó đạt được vận may ngất trời. Thế mà quả thực là đã đột phá thành công. Trần khuynh địch, cái gì? Cái đồ chơi hỏa luyện kim đan này còn có cả thành phần vận may dường như là phát giác ra được sự kinh ngạc của trần khuynh địch lỗ diệu cũng giải thích một phen mặc dù là rất không thể tưởng tượng nổi nhưng quả thật là vẫn ngẫu nhiên có loại tình huống này nếu như coi phương thiên địa này là một sinh mạng thể mà nói ngẫu nhiên cũng sẽ bị giật kinh phong mà chủ nhân của thang cốc chính là đã tóm được cơ hội thiên địa bị giật kinh phong cái thí dụ này mặc dù rất sinh động nhưng mà lại rất kỳ quái nói tóm lại chủ nhân của thang cốc mặc dù là võ giả hỏa luyện kim đan, nhưng bởi vì là nguyên nhân gặp vận may, có thực lực không bằng quốc chủ ngạo lai quốc cùng với đảo chủ đào hoa đảo, hơn nữa còn mang theo ám thương, cho dù là trưởng lão của chúng ta cũng đều có thể đánh thắng hắn. Lão nhân mặc môn vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ. A à, đúng rồi, lỗ diệu phảng phất như nhớ ra cái gì đó vậy, đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, Đông Lai đạo sống rất cởi mở, nữ tử đều là nhiệt tình lãng mạn, cho nên đại nhân nếu như muốn có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, kỳ thật là có thể đi đến bờ biển một chút, nói không chừng là liền có thể gặp được. Trần Khuynh Địch mộng bước ta, ta, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, lạc tương tư ở bên cạnh liền gần như đồng thời chui ra. Đại ca ca không cần cái gì gọi là gặp gỡ bất ngờ. Đúng thế, sư huynh cả đời này cũng không cần gặp gỡ bất ngờ lần này chúng ta tới đây là vì chính sự trần khuynh địch ngây người có cần phải dứt khoát như vậy hay không ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có mong đợi với cuộc gặp gỡ bất ngờ ở bờ biển a mà vào thời điểm lỗ rượu đang giảng giải phong thổ của đông lai đạo còn có phân bố thế lực ở đông hải tại quốc đô ngạo lai quốc xích ô Ngày hôm trước ngươi vừa mới lấy đi một phần Long Nha Mễ từ chỗ của ta, lúc này mới qua được bao lâu, sẽ không phải là đã dùng hết Long Nha Mễ rồi đó chứ? Không có tác dụng gì. Chủ nhân của thang cốc lộ ra sắc mặt tái xanh mà nhìn nam tử Khôi Ngô đang ngồi ở trên đài cao trong đại điện, nếu như không phải là hắn đánh không lại đối phương, lấy cái tính tình nóng nảy của hắn đã sớm tát cho đối phương một cái. Tề Khôn lần này bản tỏa tới thế nhưng là rất có thành ý thấy chủ nhân của thang cốc gọi thẳng tên của mình quốc chủ ngạo lai quốc tề khôn khẽ trao mày có vẻ hơi bất mãn dù sao thì hắn nói thế nào cũng là quốc chủ của một nước ở trong ngạo lai quốc sẽ không có ai dám gọi thẳng tên húy của hắn kết quả là đối phương làm sao lại mở miệng gọi một tiếng tề khôn bất quá quốc chủ ngạo lai quốc cuối cùng vẫn có thể kiềm nén được sự tức giận biết rằng thực lực của mình không đủ, cho nên rất nhanh liền lộ ra một nụ cười, nói, ngươi nói xem, lần này ngươi muốn dùng cái gì để trao đổi. Chủ nhân của thang cốc nhìn quốc chủ ngạo lai cốt, nghĩ đến cơm trứng chiên hoàng kim của bản thân không cánh mà bay, trong lòng lập tức chính là quặn đau một trận, vốn dĩ hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ là cũng không có biện pháp. Dừng lại một chút, chủ nhân của thang cốc rốt cục cũng mở miệng nói tiến công trung nguyên vừa dứt lời ở trên trời chính là có một đạo xét đánh trong trời trong vang vọng thiên hạ tại cơ quan thành của mạc môn đây là giải đất trung tâm của đông lai đạo ở phía trên có một tòa thành chỉ sắt thép đứng sừng sững ở phía trên đại địa cho dù đó chỉ là một bộ phận trên mặt đất của cơ quan thành nhưng bốn cửa thành cùng với tường thành toàn bộ đều là dùng thép ngọc đen giá cả đắt đỏ chế tạo thành, thể hiện ra sự xa hoa. Xin mời vào, Lỗ Diệu dẫn mấy người Trần Khuynh Địch tiến vào bên trong cơ quan thành từ một cái lối nhỏ, giống với rất nhiều tòa thành lớn mà Trần Khuynh Địch đã thấy qua. Ở bên trong cơ quan thành rất là đông đúc, mặc dù không có khoa trương giống như thành thượng kinh, nhưng mà cũng không hổ là một tòa thành lớn trình độ sầm uất của nó chỉ sợ là còn cao hơn thủ phủ thành Đông Lai Đạo. Hơn nữa bất đồng cùng với những thành thị khác chính là, ở trong bộ phận trên mặt đất của cơ quan thành còn có thể nhìn thấy không ít võ giả rõ ràng là xuất thân từ Đông Hải, bản thân thành chỉ thì có một phần hướng ra biển. Những con tàu đến và đi nối liền không dứt. nguyên nhân cơ quan thành phồn hoa có một phần lớn là do thương mại hàng hải. Bất quá làm cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, ở trong tử lâu chung quanh đều có không ít người kể chuyện, xuất phát từ sự hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch đã đi tới gần để nghe ngóng. Bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác audio entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé.